Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 4 tháng 2 của Dusavina. Bản tin trưa hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chia sẻ kết quả kinh doanh quý tư năm 2019 và định hướng năm 2020. Hoàn thành thẩm định hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Lắp đặt màn hình LED 101 inch phục vụ sản xuất tại cảng chuyên dụng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 1 vừa qua, Tổng Giám đốc Zhang Zhanqiu đã có buổi chia sẻ về thành quả trong quý tư năm 2019, đồng thời đưa ra các mục tiêu kinh doanh trọng tâm của công ty trong năm 2020. Về thành quả, trong quý tư năm 2019, tất cả các nhà máy đều nhận được một đơn đặt hàng mới. Trong đó, MS có dự án EUK, Water có dự án Văn Phong 1 và Boiler có dự án Fire Heater. Tổng giá trị các đơn đặt hàng trong quý tư đạt gần 458.000 USD, tăng gần 92.000 USD so với kế hoạch. Mục tiêu tự nhận thầu trong năm 2019 cũng tăng 71 triệu USD vào cuối năm. Tải trọng trung bình năm của ba nhà máy đạt 76%, vượt 4% so với mục tiêu. Việc xuất 12 module đầu tiên của dự án CFP cũng được xem là một thành công lớn trong quý này. Về định hướng phát triển, trong năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu đến cuối năm cần đạt trên 465 triệu USD, tăng hơn 139 triệu USD so với năm ngoái. Để làm được điều này, toàn thể người lao động và tất cả các cấp phải tập trung phát triển năng lực tự nhận thầu để đảm bảo khối lượng công việc cũng như hoàn thành tốt các đơn đặt hàng hiện hữu, tạo uy tín vững mạnh trên thị trường. Bên cạnh đó, các nhà máy khối đội phải đoàn kết thành One Team vững mạnh để thúc đẩy công ty ngày càng phát triển. Trong dịp này, Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh đến vấn đề an toàn dịp trước, trong và sau Tết, đặc biệt là việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, nghiêm cấm các hành vi nhận quà, tiền từ người có quan hệ lợi ích với công ty. Ba chuyên gia của tổ chức HSPRS đã đến và tiến hành thẩm định hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 tại Dusavina để duy trì và cấp lại chứng nhận này cho công ty. Chứng nhận ISO 9001-2015 được cấp cho hệ thống quản lý chất lượng của Doosan trên phạm vi thiết kế, phát triển và sản xuất liên quan đến cấu thành nhà máy điện, kết cấu thép, hệ thống đường ống và cần cẩu công nghiệp, sản xuất liên quan đến cấu thành nhà máy xử lý nước và nhà máy công nghiệp, xây dựng công trình dân dụng, kiến trúc và nhà máy. Trong đợt thẩm định thường niên lần này, ba chuyên gia đến từ HSB Hàn Quốc đã tiến hành đánh giá tính tuân thủ tại các nhà máy, khối, đội, hỗ trợ sản xuất tại công trường nhà máy Nghi Sơn 2. Kết thúc 3 ngày thẩm định hồ sơ, tài liệu và hiện trường, các chuyên gia HSPRS khẳng định Dusavina đã tuân thủ tốt các quy định của ISO 9001-2015 và mong muốn công ty sẽ luôn duy trì việc áp dụng các hệ thống quản lý này triệt để và hiệu quả nhất. Việc áp dụng tốt và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế này giúp Dusavina tăng cường cải tiến hoạt động trong quản trị, điều hành, quản lý chất lượng, cải thiện năng suất, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong hoạt động. Từ đó gia tăng lợi nhuận, đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, vừa qua, đội Digital Innovation đã phối hợp cùng bộ phận PS lắp đặt thành công màn hình LED 101 inch tại khu vực cảng để trực quan hóa các thông tin liên quan. Đây là màn hình LED thứ hai được đội Digital Innovation lắp đặt thành công tại công ty, giúp đẩy mạnh các hoạt động trực quan hóa, nâng cao chất lượng công việc, tăng cường năng suất và đảm bảo thời gian thực hiện các dự án. Màn hình LED được lắp đặt tại cảng có kích thước 101 inch, hiển thị các thông tin về cảng như năm đưa vào sử dụng, chiều dài bến cảng, độ sâu, cỡ tàu lớn nhất đã tiếp nhận, lịch tàu làm việc tại cảng, bản đồ khu vực cảng và hình ảnh các sản phẩm cũng như những khoảnh khắc xuất hàng đáng nhớ tại đây. Thì đây là một cái lợi thế mà các bạn LED mang lại. Hiện tại thì đối với dự án này chúng tôi đang sử dụng dữ liệu tỉnh và trong thời gian sắp tới thì sẽ phát triển theo hướng là tự động cập nhật dữ liệu từ hệ thống. Hiện tại thì chúng tôi đang tiếp tục phát triển 4 dự án tại IM, MHS và Boiler. Hy vọng là với cái lợi ích cũng như là cái hiệu quả của bảng LED mang lại thì cái việc sử dụng rộng rãi công nghệ LED sẽ ngày càng rộng rãi ở công ty Dusavina.
thực hiện cái chủ trương là số hóa toàn bộ nhà máy của công ty Đô San Vina mà ban lãnh đạo đã đề ra. Cái mục đích thứ hai đó là làm cải thiện cái hình ảnh công ty Đô San nói chung, cũng như là cái hình ảnh của cảng chuyên dụng Đô San nói riêng, để nhằm thu hút cái lượng khách hàng mỗi khi mà tới thăm Đô San Vina và thăm cảng Đô San. Thì bên cạnh đó, mình mục đích nữa đó là mình làm cho cái công tác 3D năm ấy chỉnh lý ở cảng nó được trơn tru và mỗi ngày nó được hoàn thiện hơn. Và đây sẽ là một kênh thông tin hữu ích giúp khách hàng và khách tham quan dễ dàng tiếp cận với các thông tin liên quan đến hoạt động của cảng, thể hiện tính chuyên nghiệp trong sản xuất của Đô San Vina. Trước khi kết thúc bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về tuyên truyền an toàn giao thông. Bản tin trưa hôm nay của Đô San Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn cùng truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đô San Vina DVTV V11N07. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những tin tức về Đô San Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Đô San Vina. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt.